Kỳ cũng không làm phiền ngài, nhưng mà Kỳ chỉ yêu nước Việt. Sứ mệnh kiếp này làm sao cho núi cấm, làm sao khi Phật Di Lặc xuất hiện, Kiệt là người đứng kế bên ngài, Kiệt là người truyền tin, Kiệt người rất là bình thường nha quý vị, không có gì hết. Những lời Kiệt nói thì có người hiểu, có người không hiểu, thì chứ không phải Kiệt binh cộng sản hay binh quốc gia, Kiệt không phải cái dạng đó, Kiệt chỉ binh cái thiện thôi nha, nhớ kỹ một điều, Kiệt binh cái thiện thôi. Ok, thì bao nhiêu đó, với trên mạng lâu nay á, Kiệt bị gài độ nhiều lắm. Có nhiều người cứ hỏi, ồ, ông A, ông B này chánh hay tà gì anh Kiệt, mà cứ làm trên cái này nó nhảy liên tục hoài. Nhưng cái tâm Kiệt là tâm Phật, thì luật Phật có Kiệt có thọ Bồ Tát giới thì Kiệt phải nói thật. Nếu không nói thì Kiệt cũng bị phạm cái lỗi, cái luật của Kiệt. Thì Kiệt nói người đó là tà, nhưng mà trong lúc Kiệt nói là tà hay là chánh thì cái hành động của lúc đó và giờ đó, nhưng mà cái người tà có thể ngày mai họ làm chuyện chánh rồi làm sao. Mình nói thí dụ như không có nói tên trên này rất là nhiều, trong những cái linh căn á mà bây giờ tụ họp về núi cấm rất là đông, là vì họ đó biết được, họ biết được cái núi cấm là có Phật ở đó, và núi cấm có một cái tháp, một cái giống như cái lâu đài vậy đó, cực kỳ lộng lẫy ở đó mà mắt thường mình không thấy, mà nó đã hiện diện ở đó rất là nghìn năm, nhiều nghìn năm về trước. Thời xưa đó, mấy vị có kể cho Kiệt nghe về núi cấm. Hồi xưa đó là giữa thiện thần và ác thần đấu với nhau để giành cái núi cấm, để giành cái tòa lâu đài đó, cung vàng điện ngọc gì đó, mà trong kinh Đức Thầy nói đó là có thật 100% đó. Hiện giờ cũng đang ở đó, nhưng mà cái cánh cửa đã khóa lại rồi, có thể sau này có một người về sẽ mở ra. Thì giữa thiện thần và ác thần, nhà thần nó tranh đấu ở đó, cho nên cả hai bên đều có ở đó hết hiện giờ. Thì hôm nay đến thời trở lại nè, cũng giống như phong thần 2, cái đó giống như phong thần 1, giống là đài phong thần 1, bây giờ tới màn phong thần 2 thì họ cũng giành lại cái chỗ này, phấn đấu để mà chiếm lại chỗ này. Cho nên tại sao linh căn từ Bắc tới Nam họ có cái điển trong người, họ biết được những chuyện mà người thường không biết, họ cứ gom về đó rồi cứ nhập đồng cứ này nọ, thì mấy cái hiện tượng đó đối với Kiệt là tốt, chứ không có gì, trị bệnh này nọ cũng ok, cũng tốt. Nhưng có những cái phải đừng có quá, để cho người giống như người không có hiểu, giống như bên Phật, mấy đệ tử Phật hay là mấy thầy ở Sài Gòn đó, đừng có coi thường mình, thì họ mới nói mình tà rồi cái này nọ. Tại vì cái sự hiểu biết của bên Phật với Phật tử đó, họ chỉ vậy thôi, họ không muốn tìm hiểu sâu thì rồi là họ phán vậy đó. Còn bên Thiên Tâm là cứ tìm hiểu, nhưng mình biết để mà mình như là phòng ngừa, và mình phải hiểu cái chuyện đó. Cái Kiệt không có nói ai tà nha. Bữa hổm có cái anh Thành gì đó, Kiệt cũng là học anh nói với ảnh, có người hỏi thì Kiệt nói vậy thôi. Còn nếu anh không thích, Kiệt xin lỗi anh nha, nên Kiệt không muốn đụng chạm bất cứ ai hết, tất cả cũng đều là nhiệm vụ chung của cha hết à. Cả cái anh gì mà anh Long Long gì đó cũng có nhiệm vụ nữa đó, nhưng mà có lúc chánh lúc tà đó, cho nên Kiệt không có nó đụng chạm ra hết. Cái này Kiệt là lo cho quốc gia, lo cho dân tộc, lo cho cái đại đồng của nước Việt, không có tùy theo mỗi người, chánh kiến phải biết nhìn cái nào chánh cái nào tà. Nhưng mà nên nhớ nha, Kiệt đang nói về bên cõi tâm linh chút. Có những người có sứ mệnh cũng như trong cơ thể của họ, và những người ở cõi trời xuống thì họ khác người thường. Đó là tất cả những người đó là cõi trời xuống hết á, thì họ có điển, nhưng mà điển chỉ một thời gian thôi, như điển Phật Bà hay điển của vị này vị kia, như Thiên Lý Thần, thì vào đó một thời gian để mà nói chuyện, để mà dạy dỗ rồi xong đi. Nhưng mà khi cánh cửa của mình đã mở ra đó, thì những vị xấu cũng có thể dùng cái đó để mà vô, để làm chuyện xấu nữa.
Cho nên cái cùng một người nhưng mà có một lúc người ta làm đúng, có lúc làm sai, thì không phải là do cái người đó mà là do một gì khác. Tức là cái xác á, nó gọi là xác hội á, ý là kiện nói vậy, phải coi chừng á. Xác hội tức là nhiều nhiều người nhập vô được á. Còn người nào mà một người thì có thể là đúng. Tại vì bên cõi vô hình á, thiên ma nó cũng có thể mượn xác người nó nhập vô được vậy. Còn mấy vị thần hay là mấy vị tiên nữ cũng có thể vậy luôn. Cho nên cả hai, cho nên về mặt đời mình trên mạng xã hội là Facebook hay là YouTube, nó cũng y chang luôn, cũng có người chánh người tà trên đó. Tà thì nó muốn mọi người phải hiểu theo lối của nó, tu tập và nghe lời của nó. Nhưng mà để mà dễ nhận dạng nhất giữa chánh và tà, chánh lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn như vậy, không có giấu mặt và nói một cách không có cần phải nói theo cái gì mà tự tâm mình nói. Còn tà đó, họ cứ là cái cách nói của họ là đa số là thấy khác và đồng thời ít có ra mặt. Chưa nói về mặt tiền bạc thì cái đó mình không có đụng tới cái đó nha. Nhiều khi tà đó họ cũng không có đụng tới tiền nữa, tại đụng tới tiền đó họ sẽ bị mất cái điển đó. Và nhất là những người tà đó, họ đa số là phải ăn chay trường, nếu không họ bị mất cái thần thông nữa. Càng tà chừng nào họ ăn chay nhiều chừng đó. Họ không có dám ăn đồ mặn hay là uống rượu hay là cái này kia. Xin lỗi nha, bữa nay cái màn hình này nó bị hư, cho nên Kỳ cũng không biết phải làm sao, cho nên cuối cùng á, phải để cái video cho nó hát, để cho có cái background á, cho có ánh sáng. Chứ đúng ra nó phải lên mấy cái hình, nhưng mà chắc cộng dây này nó lâu ngày quá, bữa giờ cả năm rồi nó bị hư rồi. Bữa nay tự nhiên cái nó bể dĩa, nó chết quốc, thành ra để video luôn. Chứ không thôi là nãy giờ bỏ lên hình nhảy nhảy cho vui. Có nhiều người hỏi Nguyễn Tấn Đô hỏi cậu hai thanh sĩ là vị nào ở trên thiên xuống vậy anh Kỳ, có trách nhiệm gì sau này vậy anh? Thật sự tất cả các đệ tử Đức Thầy á, là đã có duyên nhiều đời, nhiều nghìn năm rồi. Cũng giống như một cái cabinet, giống như ông Trump làm tổng thống thì ông có những cái người phụ tá của ông. Tất cả những người phụ tá của ông Biden là phải đi về giường hết. Thời xưa sư phụ là Đại Ca Diếp, thời lúc Phật Thích Ca còn tại thế đó, là ngài đã là Phật ở núi Canh Túc đó. Thì qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, sư phụ chuyển thế thành ra ông Trạng Trình, thành ra ông Sư Giải Bóng Phai, thành ra ông Gia Cát Lượng, ông Khương Tử Nha, rồi thành ra Đức Phật Thầy Tan, rồi giờ cái cuối cùng là Đức Huỳnh Phú Sổ. Nguyên Kỳ cũng vậy, mấy nghìn năm về trước Kỳ cũng đã đóng vai này đóng kia, nhưng mà khi mà đóng vai nó không như mà đội đá banh vậy thôi, thì dĩa banh người đưa qua đưa lại ăn rớ nhau, thì cũng là chung ông thanh sĩ, thì Kỳ nghĩ là cũng là một vị nào đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mọi người, từ những người hiểu về tâm linh và những người không hiểu cũng phải hiểu cái này. Phật giống như Phật Thích Ca đã làm thành Phật, đã thành đạo, nhưng mà đã ngài đã thành đạo lâu rồi ở trên trời, chứ không phải xuống đây rồi cái làm ông Tất Đạt Đa rồi thành Phật. Cái đó chỉ là đóng vai cho mình coi thôi. Rồi như ông Cấp Cô Độc rồi cũng là đóng vai để mà thành ra một cái cuốn kinh thời nay mình học. Thì sau những cái kiếp, một kiếp đã thành Phật Thích Ca, thì ngài cũng đã tái sanh lại con người, làm những cái vai có thể là vai thương mại, vai bình thường, chứ không phải đã thành Phật rồi cái mình cứ đi xuống mình đóng vai cao cao lại. Giờ mình giống như Minh Dương, Minh Phụng hay Lệ Thủy thì đóng vai cao, nhưng có những lúc cũng đóng vai thấp vậy. Cũng giống như Hùng Cường thì đóng vai những cái phim rất là hay, có những lúc Hùng Cường đóng vai tướng cướp đó. Không phải là một người giỏi cái vai đó thì cứ đóng hoài. Thì tất cả mọi thứ, cả Kiệt, cả sư phụ và những người khác
đều là đóng vai để cho làm ra một cái bài học nhân loại. Hôm nay chị ngồi đây chị nói chuyện quý vị, nhưng cả nghìn năm sau nó sẽ thành ra một cái cuốn truyện của thời đại này á, thì những con cháu thầy theo á mới hiểu được à cái đạo thiên tâm nó là như vậy. Giống như đó là Chúa hay là Phật Thích Ca hay là ông Mohammed, hồi xưa ông nằm mơ ông thấy mấy vị ở trên trời rồi cái ông nói với người ta, thì từ đó người ta mới nghĩ ông là con của Thượng Đế, người ta mới tôn sùng ông lên là nhà làm người lãnh đạo của bên Hồi giáo. Thì hôm nay đạo Hồi giáo chiếm 3/4 quả địa cầu. Chỉ có một cái gì có trước mắt không ai biết tôn trọng, trân trọng, lúc nào cũng chà đạp, mà khi mất đi rồi á, hay là không còn nữa, lúc đó cũng giống như ca sĩ Phi Nhung, bây giờ đóng người liên tiếc, Chí Tài cũng phải đóng người liên tiếc. Nói về hai nhân vật này, hôm nay, tháng này nè, trong tháng này, người Việt Nam hay trong dòng họ của Chí Tài á, ai mà sanh ra người con trai đó là Chí Tài tái sanh á. Tại vì mới hỏi từng rồi mới gì, thì Chí Tài hiện giờ đang ở cái tầng trường gọi là trung chuyển, là sắp sửa đầu thai, giống như súng mà đạn mà lên nòng vậy đó, sắp sửa bắn vậy đó. Thì là Chí Tài đang ở cái trạng thái đó, là sắp sửa tái sanh thành một cái Chí Tài mới cho 18 năm sau, để phục vụ cho nhân loại 18 năm sau. Còn Phi Nhung hiện giờ á không ở Mỹ, ở Việt Nam, thì cũng không có hiểu về vấn đề cá nhân của cô. Nhưng mà ở trên nói cổ là con khổng tước, giống như Phượng Hoàng, nhưng mà khổng tước là cái chân mệnh cũng rất là ok. Đang ở cái nhà mới của cổ, thì không biết cổ có mấy nhà, nhưng mà mấy vị nói là cổ đang ở vòng vòng mấy cái nhà mới của cổ, chắc mới mua cho nên còn tiếc, phải không? Mà chị chưa biết chuyện vậy đó. Bây giờ mình nói thẳng, mình nói chuyện này luôn, cũng giống như bà Rồng Lửa, nhưng bà chữ giỏi á, mình gọi bà chữ giỏi này không có dám kêu tên, rồi với mấy ca sĩ Đàm với cô Tiên gì gì đó một đấm ha. Họ cũng là đang đóng kịch, họ cũng đều là người tốt từ cõi trời xuống, nhưng khi xuống đây thì phải làm một cái màn kịch như vậy đó, để cho làm sao, để cho tất cả các những người, để đánh thức tất cả những người. Nếu không có họ thì làm sao những người mà gọi là tu bên Phật á, Bi Chí Dũng, Thiên Tâm là đệ tử của Thượng Đế, con của Thượng Đế là phải có Bi Chí Dũng. Nhưng mà thời nay á, chỉ có Bi không mà, không có trí tuệ, không có Dũng. Có nhiều ai kêu làm gì, ai kêu là chút ống là chút ống, ai kêu là gây quỷ là gây quỷ, làm gì làm, nhưng mà không biết là tiền của mình, cái công sức của mình nó có phải là cho cái thiện hay là cho cái ác, thì người ta không có cái trí để mà ta phân tích. Thì cho nên những nhân vật này nè, là Đàm rồi với Tiên rồi với Rồng Lửa rồi đó, là đang đóng một cái màn kịch để cho wake up, để cho mọi người thức tỉnh đó. Thì ở thế gian mình thì nó tùm lum, cả cái ông Yên cũng vậy, để đóng cho một cái màn kịch để cho mình nó thức tỉnh. Nếu không cứ tiếp tục, thí dụ như không có mấy cái sự vụ xảy ra, 5-10 năm sau á cũng vẫn có những cái Hoàng Yên mới lên gạt người, rồi có những cái chuyện khác, thì cái dân á, dân của mình á không bao giờ sanh ra trí tuệ. Tu Phật là phải có Bi Chí Dũng, giới định tuệ, mình phải giữ giới rồi mình mới có cái trí, cái trí tuệ, từ cái trí tuệ nó mới sanh ra thần thông. Thần thông, trước khi có thần thông á là ít nhất con người của mình nó có cái giác quan thứ 6 đó, nó quan trọng lắm. Thì tất cả những nhân vật thời nay mà gọi là náo động trên mạng đó cũng đều có sức mạnh hết, sứ mệnh để mà làm lại một cái xã hội mới hòa bình, để mà thức tỉnh những cái Phật tử u mê tối ngày cứ nghe thấy cái màu vàng rồi giống như người ta mà chạy bò đó, liền cái miếng vải đỏ đỏ đó cho con bò nó chạy vậy đó, cũng y chang vậy đó. Xin lỗi, nói hơi khác.
Ok, không dám đụng chạm tay tới nhiều được không? Đọc comment ở nhau quý vị. Cái này cũng vui, nhiều lúc nhìn lại thế sự thấy vui. Ở nước Mỹ người ta bao nhiêu chuyện sống chết, ở bên Afghanistan bao nhiêu chuyện cực kỳ sanh tử. Còn nước Việt mà nó chuyện nó nhỏ xíu như con cám vậy thôi mà nó làm náo động lên mạng hoài. Mấy cái vụ này nhìn thấy cũng bực. Chứ còn nước Mỹ nè, người ta tin tức nào quan trọng lắm á, người ta mới lên trên xã mạng xã hội, chứ không phải chuyện chút chút cũng lên. Việt Nam mình khoái mấy vụ đó làm sao? Rảnh quá. Khá đi bùi, khi nào chiến tranh xảy ra vậy anh Kiệt? Nữa kêu hỏi các chư Phật, nhưng mà Kiệt biết nó không có còn lâu nữa, rất là sớm. Kiệt nói như vậy á, nãy giờ Kiệt nói với bao nhiêu lâu nay á là chúng hết rồi, bây giờ chỉ còn có chiến tranh nữa thôi, thì lúc đó thế giới thái bình. Nhưng mà Kiệt nghĩ á, thấy Kiệt đoán á nha, cái này là cá nhân nha, ở trên không có nói ngày giờ, nhưng mà theo bao nhiêu cái mà Kiệt học hỏi từ trên, những cái trí tuệ của Kiệt có là trên cho, và những gì Kiệt biết là trên đưa xuống, điển xuống vô tâm Kiệt, hoặc là Kiệt có nhiều cách liên lạc lắm. Không phải như ở núi Cấm cả đống người nhập đồng, Kiệt không có vụ đó, tại vì mấy vị không có cho Kiệt đụng với mấy đó. Tại đó người ta nhập giả, người ta xưng cha xưng mẹ rồi nói với Kiệt nghe lời, Kiệt làm tầm bậy thì sao, không có phải. Nhắn tin hay là FaceTime hay là đánh email đó, Kiệt có rất là nhiều cách để liên lạc với trên. Kiệt không có thể lên đây Kiệt nói hết mấy chuyện đó được, để sau này Kiệt sẽ nói. Chứ không phải như cái kiểu mà nhập đồng nhập xác ở núi Thiên Long Sơn, không có vụ đó. Cha mẹ nhất cấm tuyệt đối, những người mà có linh căn nó lên đó là bị Sơn Thần đuổi xuống liền á. Và cái cách Kiệt liên lạc đó, nó có 4-5 cách. Liên lạc kiểu nào không biết, Kiệt là ai quý vị cũng không cần biết. Kiệt biết Kiệt là ai mới quan trọng. Cái quan trọng nhất những gì Kiệt nói, quý vị chuẩn bị, quý vị có lợi cho gia đình. Có thứ hai, mấy lãnh đạo nghe chuẩn bị để có lợi cho quốc gia. Thế giới nghe chuẩn bị bớt sinh mạng, bớt tốn tiền của, là tất cả đều có lợi hết. Còn riêng phần Kiệt đều là bất lợi hết cũng không sao. Mà những cái chuyện bất lợi Kiệt đã kể những clip cũ rồi đó. Bị anh em bạn bè xỉa xói. Công giáo thì nói thằng này là coi như là họ chỉ chấp theo hai cuốn kinh Tân Ước và Đồ Ước, họ không bao giờ tin mấy cái chuyện đó, họ không tin có tái sanh. Thứ nhất là Kiệt nói mấy chuyện này đó họ còn cười án, nữa là bên công giáo coi như là Kiệt bó tay nha. Mấy nhà siêu trí thức mà học giỏi quá Kiệt cũng bó tay nha, tại vì họ chấp theo cuốn sách. Rồi bên Phật giáo thì quý vị biết rồi đó, có một số thì tin, nhưng mà đa số nghe lời mấy ông thầy là không tin, là cũng bó tay luôn. Chỉ cái phần còn lại là rất là ít hữu duyên, mà đang đây là hiện giờ như 4.200 người. Còn với một số người á, là coi như là hữu duyên với Kiệt ở miền Tây á, thì biết, thì Kiệt mong vậy thôi. Thì sư phụ á, ngài cũng có khen đó, con cũng đã làm gọi là bữa giờ cả năm nay lên làm cái nhiệm vụ truyền tin đó, cũng là good. Thì hộ đưa ngón tay vậy, ok. Có cái cũng là người phàm, ăn nói thì quá khứ Kiệt cũng nói rồi, Kiệt học lớp 4 ở Việt Nam, đi rời khỏi Việt Nam năm 79, thì xưa tiếng Việt nó không có rành, nhưng mà giờ lên mạng cả năm nay á, là coi như là nghề dạy nghề, đỡ đỡ hơn mấy cái clip đầu tiên chút. Giờ cả bản thân Kiệt coi mấy clip đầu tiên Kiệt cũng mắc cỡ nữa đó. Nhưng mà kệ nó làm sao vậy. Cho nên lời thật, việc thật, người thật, một chuyện 100% thật. Kiệt không có nói cái gì gọi là quá giọng ngữ để mà bị nghiệp. Mấy chị gì cũng đang đứng đây nè, mỗi lần lên đây nói Kiệt cũng phải xin khấn thì cho mọi người cứ có sự an lạc vui vẻ. Nhưng mà Kiệt có một số người rất là đông thương Kiệt, mà lâu lâu á, nếu mà nói về truyền tin á, cỡ 4 tháng lên lần cũng được, nhưng mà cứ khổ cái điện thoại này
mấy bác ở miền Tây với mấy người ở Sài Gòn bây giờ ra tới Hà Nội luôn nghe bà con. Cứ từng nào mà cứ chăm ngắm Kiệt mà không thấy Kiệt lên á là người ta buồn. Là 11.000 mấy người nhắn tin đó, là cái message, cái Zalo cái đó, chưa tính những cái email nữa chứ. Cho nên cứ từng hay từng thì cũng cố gắng lên đây. Mình lên đây giống như mình làm bà Tám đi, nhưng mà email có nhiều cái ta. Lên đây mình Tám, email kìa có tới 1938 cái email của bên cá con 99 mà kìa cũng chưa trả lời nổi 1900 cái nữa. Quý vị nào đánh email kìa coi xin lỗi nha, kìa không có chịu nổi, để cho mướn chắc 10 cô thư ký luôn á. Đó là gì, làm vậy thì cứ tuần kìa rảnh kìa lên, nhưng mà thứ bảy tuần sau thì kìa đi xuống Nam Cali cũng có một chút chuyện.